Ô tô cũ Đoàn Nghị có địa chỉ đặt tại quốc lộ 10 Bắc Sơn, An Dương, thành phố Hải Phòng. Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của em. Hôm nay em lại tiếp tục lên sóng một dàn xe hiện đang có tại cửa hàng bên em. Vậy thì bác nào mà quan tâm một trong những mẫu xe hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị, hãy cứ nhấp máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và chiếc đầu tiên là một mẫu xe Hyundai Sonata có năm sản xuất 2004, mang phiên bản số tự động, mang khối động cơ của nó 2.0. Một mẫu xe tư nhân chính chủ mở biển Hà Nội. Một mẫu xe Hyundai Sonata, một mẫu xe gia đình sử dụng, không taxi, không dịch vụ. Hiện tại chiếc Hyundai Sonata bên em đang chào bán với giá là 189 triệu đồng. Vâng, chỉ với 189 triệu đồng, các bạn đã sở hữu một mẫu xe Hyundai Sonata biển kiểm soát Hà Nội, tư nhân gia đình sử dụng, mang biển kiểm soát Hải Dương 34A. Đó là một mẫu xe Daewoo Lachatti CDX nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc về, biển kiểm soát 34 Hải Dương. Một mẫu xe bản sedan hai đầu, form dáng rất là đẹp luôn. Một mẫu xe bản full cửa sổ trời, một mẫu xe nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc, la răng đúc 4 bánh này. Hiện tại chiếc Daewoo Lachatti nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc bên em đang chào bán với giá là 245 triệu đồng. Bên em có bao hồ sơ và có hỗ trợ vận chuyển trên mọi miền tổ quốc cho các bác. Và tiếp theo đây là một mẫu xe này, là mẫu xe Kia Celato sản xuất 2010 bản full. Vâng, bản full các bác nhá, bản full tên là phè luôn. Mang biển kiểm soát Hà Nội 29A. Vâng, 70366. Hiện tại chiếc Kia Celato bên em đang chào bán với giá là 325 triệu đồng. Bên em có bao hồ sơ và bao cả vận chuyển trên mọi miền tổ quốc cho các bác. Ship đến tận nhà, tận giường cho các bác luôn. Vậy thì bác nào mà quan tâm một trong những mẫu xe hiện đang có tại bãi xe bên em, không đến được trực tiếp cửa hàng, thì cứ alo trực tiếp cho em, cọc cho em khoảng 2-3 triệu làm phí lộ đi đường. Em sẽ ship đến tận nhà, tận giường cho các bác xem xe, test xe tại nhà quý vị các bạn luôn các bác nhé. Và đây là một mẫu xe này, là mẫu xe Daewoo Lachatti sản xuất 2009, mang phiên bản số tự động, mang biển kiểm soát Bắc Giang 98A40160. Một mẫu xe Daewoo Lachatti bản sedan hai đầu nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc về, bên em đang chào bán với giá là 228 triệu đồng, có bao hồ sơ và có vận chuyển luôn cả đến nhà, đến giường cho các bác luôn. Và đây là một mẫu xe Honda Civic sản xuất 2010, mang phiên bản số sàn, mang khối động cơ 1.8 bản sedan hai đầu, mang biển kiểm soát Hà Nội, tư nhân và một chủ sử dụng từ đầu. Hiện tại trước Honda Civic này bên em đang chào bán với giá là 268 triệu đồng, có bao hồ sơ, có vận chuyển các bác, bao zin cả xe, máy số zin luôn. Và đây là một mẫu xe Hyundai Venna nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc về, mang biển kiểm soát quê hương Nam Định, biển kiểm soát 18A, sơn xi thì màu vàng cát, rất là hoang luôn. Một mẫu xe Hyundai Venna nhập khẩu nguyên con sản xuất 2008, động cơ chỉ với 1.4. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 168 triệu đồng. Và đây là một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lùi đồng cuối đá, một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng. Đó là một mẫu xe Toyota Vios. Toyota Vios sản xuất 2008 bản E-Sedan, xe gia đình sử dụng, không taxi, không dịch vụ này. Bên em đang chào bán với giá là 208 triệu đồng. Vâng, chỉ với 208 triệu đồng bên em có bao hồ sơ và có vận chuyển trên mọi miền tổ quốc cho các bác. Đấy, máy lổ giòn tan, vâng, máy zin luôn các bác nhá. Và đây là một mẫu xe Trendmed Crew có năm sản xuất 2011, sơn xi thì màu vàng cát, biển kiểm soát Hà Nội. Một mẫu xe Daewoo Trendmed Crew bên em đang chào bán với giá là 275 triệu đồng. Với sơn xi thì rất là đẹp đẽ, sạch sẽ, túi khí cũng như ABS đầy đủ. Mang biển kiểm soát Hà Lam 90A, đó là một mẫu xe Toyota Vios. Toyota Vios là một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng cuối đá mang thương hiệu Nhật Bản này. Một mẫu xe Toyota Vios bên em đang chào bán với giá là 210 triệu đồng. Bên em có bao hồ sơ và có hỗ trợ vận chuyển trên mọi miền tổ quốc cho các bác. Và đây là một mẫu xe tập đi tập lái cho em nuôi trở lắng sản xuất 2007, bản Nimo lưng phun kịch đồ luôn. Giá tiền của chiếc Toyota Vios bên em đang chào bán với giá là 150 triệu đồng, có bao hồ sơ và có hỗ trợ vận chuyển cho các bác luôn.
một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng từ đá thương hiệu của Nhật Bản đó nhá. Một mẫu xe Toyota, Toyota là một mẫu xe quốc dân. Đấy. Một mẫu xe lồi đồng với đá. Và con này thì được năm sản xuất 2009, còn bản E-Sinvun sản xuất 2009, số sàn động cơ 1.5. Giá tiền của chiếc Toyota Vios bên em đang có chương trình khuyến mại giảm giá này chỉ còn 205 triệu đồng thôi. Vâng, chỉ với 205 triệu đồng các bạn đã sở hữu một mẫu xe Toyota. Và đây là một mẫu xe Hyundai Accent sản xuất 2011, xe gia đình sử dụng, biển kiểm soát Thanh Hóa 36A 01306. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 262 triệu đồng, có bao hồ sơ và có vận chuyển cho các bác luôn. Máy vẫn còn zin các bác nhá. Biển kiểm soát Hoa Thanh Quế, sơn xi màu đen xịn sò, một mẫu xe gia đình sử dụng. Và tiếp theo đây là một mẫu xe, này là mẫu xe Hyundai, vâng, Hyundai Avante mang phiên bản số tự động nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc về, biển kiểm soát 15A, biển Hải Phòng, Hoa Phượng Đỏ, một mẫu xe gia đình sử dụng, không taxi, không dịch vụ. Giá tiền của chiếc Hyundai Avante bên em đang chào bán với giá là 279 triệu đồng, có ba hồ sơ và có lộc lá cho các bác. Và đây là một mẫu xe Daewoo Gencha nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc về, nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc về, với 1.2 thôi. Sơn xi màu đen, biển kiểm soát quê hương Ninh Bình, với giá tiền của chiếc Daewoo Gencha là 175 triệu đồng, có ba hồ sơ và có vận chuyển trên một mẫu xe Daewoo Gencha động cơ chỉ với 1.2 thôi. Sơn xi thì màu đen xịn sò luôn. Mang biển kiểm soát hai củ lạc, đó là một mẫu xe Trendmelat Crew. Trendmelat Crew có năm sản xuất 2010, số sàn động cơ của nó là 1.8 máy xăng. Một mẫu xe gia đình sử dụng, sơn xi thì màu bạc xịn sò nguyên bản theo xe. Giá tiền của chiếc Trendmelat Crew bên em đang chào bán với giá là 265 triệu đồng. Và tiếp theo đây là một mẫu xe mang biển kiểm soát 30P, đó là một mẫu xe Honda Civic. Honda Civic có năm sản xuất 2009, mang phiên bản số sàn, mang khối động cơ của nó là 1.8 các bác nhá. À, vâng. Với giá tiền trước này là 250 triệu đồng cho một mẫu xe Honda Civic sản xuất 2009 này. Đấy, số sàn. Và đây là một mẫu xe Hyundai, vâng, Hyundai Accent. Vâng, Hyundai Accent có năm sản xuất 2011, mang phiên bản số sàn. Khối động cơ con này thì chỉ với 1.4 thôi. Vậy thì mức tiêu hao liệu của chiếc xe là tầm khoảng 6 lít xăng trên 100 cây số. Giá tiền 295 triệu đồng, xe gia đình sử dụng, không taxi, không dịch vụ. Và đây là một mẫu xe Hyundai Venna nhập khẩu nguyên con từ Ấn Độ này. Đấy, bản sedan hai đầu, động cơ của nó là 1.4 hay 1.6 các bác nhá. Vâng. Con này thì động cơ của nó là 1.5. Vâng. Đấy, số tự động, động cơ chỉ với 1.5, ăn xăng chỉ bằng một con Vios thôi. Mà giá tiền con này chỉ với 195 triệu đồng, sản xuất 2009, rất là rẻ luôn. So với Vios thì dòng này thì nó rẻ hơn đến 100 triệu các bác nhá. Đấy, 2009 số tự động. Đấy, bản sedan hai đầu nhập khẩu nguyên con từ Ấn Độ. Và đây là một mẫu xe Hyundai. Vâng. Hyundai này là Hyundai i30, vâng, CVK. Sản xuất 2009, số tự động, động cơ 1.6 rộng ngang với 7 chỗ luôn. Giá tiền của chiếc Hyundai, vâng, Hyundai i30 bên em đang chào bán với giá là 295 triệu đồng, bao zin cả xe. Một mẫu xe Toyota Vios, một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng cùi đá form mới, biển kiểm soát Quảng Ninh 14A. Hiện tại chiếc Toyota Vios này bên em đang chào bán với giá là 335 triệu đồng. Vâng, chỉ với 335 triệu đồng, có bao hồ sơ và có hỗ trợ vận chuyển, vận chuyển đến tận nhà tận giờ cho các bác luôn. Mang biển kiểm soát 15A, đó là một mẫu xe, này là mẫu xe Daewoo Gencha. Daewoo Gencha có năm sản xuất 2011, mang phiên bản số sàn, với động cơ 1.5. Một mẫu xe Daewoo Gencha này bên em đang chào bán với giá là 160 triệu đồng, có bao hồ sơ và có lộc đá cho các bác. Toyota Vios sản xuất 2010, bản Limo lưng phun kịch đồ, biển kiểm soát Hải Dương 34A. Một mẫu xe tư nhân chính chủ, biển Hải Dương, một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng với đá này bên em đang chào bán với giá là 189 triệu đồng. Vâng, chỉ với 189 triệu đồng, các bạn đã sở hữu một mẫu xe Toyota Vios, một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng với đá này. Và đây là một mẫu xe, này là mẫu xe Ford Fiesta. Ford Fiesta có năm sản xuất 2010,
11 mang phiên bản số tự động động cơ 1.6 biển soát Hải Phòng hoa phượng đỏ 15A. Một mẫu xe gia đình sử dụng đấy. Một mẫu xe chỉ với động cơ 1.6 thôi, form dáng thì rất là phong cách thể thao luôn. Giá tiền của chiếc Ford Fiesta bên em đang chào bán với giá là 268 triệu đồng, một mẫu xe gia đình xịn sò luôn. Và tiếp theo đây là một mẫu xe Daewoo Gentra. Vâng, Daewoo Gentra có năm sản xuất 2009, động cơ 1.5. Bên em đang có chương trình khuyến mại giảm giá cắt lỗ thu hồi hôm nay chỉ còn 125 triệu đồng. Vâng, chỉ với 125 triệu đồng các bạn đã sở hữu một mẫu xe Daewoo Gentra bản sedan hay đâu, thương hiệu của Hàn Quốc. Và tiếp theo đây là một mẫu xe này là mẫu xe Chevrolet Cruze. Vâng, biển kiểm soát Hà Nội 29A. Bác nào mà Hà Nội mà Sài Gòn đúng chân mẫu xe này mua về thì đỡ được 20 triệu tiền biển các bác này. Giá tiền của chiếc Chevrolet Cruze bên em đang chào bán với giá là 245 triệu đồng. Con này thì sản xuất 2011, form giá rất là đẹp luôn, số sàn động cơ 1.6. Mang biển kiểm soát Hải Phòng hoa phượng đỏ, nó là một mẫu xe Daewoo Gentra. Daewoo Gentra có năm sản xuất 2010, mang phiên bản số sàn với động cơ 1.5, biển kiểm soát Hải Phòng hoa phượng đỏ. Một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng, không khoan đục, không taxi, không dịch vụ, không đổi màu. Giá tiền chỉ với 155 triệu đồng, bên em có bao hồ sơ và có vận chuyển cho các bác. Và đây là một mẫu xe Daewoo Lachatti sản xuất 2008, mang phiên bản số sàn với động cơ 1.6, biển kiểm soát Hà Giang, sơn xi từ màu bạc, la răng đúc 4 bánh. Giá tiền của chiếc Daewoo Lachatti sản xuất 2008 này, bản sedan 2 đầu, bên em đang chào bán với giá là 128 triệu đồng. Và đây là một mẫu xe Kia Celato sản xuất 2009, mang phiên bản số tự động động cơ 1.6, tư nhân một chủ sử dụng từ mới các bác nhá. Vâng, giá tiền chỉ với 295 triệu đồng. Có một mẫu xe Kia Celato nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc về. Sơn xi thì màu bạc xịn sò nguyên bản theo xe các bác nhá. Một mẫu xe Kia Celato, vâng, nhập khẩu nguyên con. Và đây là một mẫu xe Hyundai Tucson sản xuất 2010, mang phiên bản số tự động, động cơ của nó là 2.0. Vâng, một mẫu xe Hyundai Tucson, vâng, xe zin cả xe, bao tên hãng các kiểu cho các bác luôn. Đấy, một mẫu xe công vụ của em. Giá tiền trước này là 430 triệu đồng cho một mẫu xe Hyundai Tucson. Và tiếp theo đây là một mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2017, biển kiểm soát Nghệ An, tư nhân chính chủ, một chủ sử dụng từ mới. Giá tiền 365 triệu đồng, con này thì sản xuất 2016, form mới rất là đẹp luôn. Zin cả xe, bao test hãng các kiểu cho các bác luôn. Một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng với đá. Và đây là một mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2010, bản E, số sàn động cơ của nó là 1.5. Một mẫu xe biển kiểm soát Hải Phòng hoa phượng đỏ này. Sơn xi thì màu bạc xịn sò nguyên bản theo xe. Giá tiền của chiếc Toyota Vios bên em đang chào bán với giá là 225 triệu đồng. Có bao hồ sơ và có vận chuyển cho các bác. Và đây là một mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2010, bản Nimo, lưng phun kịch đồ, la răng đúc cũng như gương kính chỉnh điện rồi. Đấy, giá tiền của chiếc Toyota Vios chỉ với 179 triệu đồng, có bao hồ sơ, có vận chuyển cho các bác. Và đây là một mẫu xe này là mẫu xe Hyundai Avante sản xuất 2014, một mẫu xe tư nhân chính chủ, một chủ sử dụng từ mới này. Bên em đang chào bán với giá là 299 triệu đồng. Daewoo Gentra bản sedan 2 đầu, tư nhân chính chủ, biển Hải Dương. Đấy, một mẫu xe gia đình sử dụng, không taxi, không dịch vụ này. Bên em đang chào bán với giá là 150 triệu đồng, có bao hồ sơ và có vận chuyển cho các bác luôn, vận chuyển đến tận nhà luôn cho các bác. Và em lại đến một mẫu xe tập đi tập lái che mưa che nắng, đó là một mẫu xe Daewoo. Vâng, Daewoo Luvira sản xuất 2001, số sàn động cơ chỉ với 1.6, bản sedan hai đầu, sơn xi thì màu xanh quân đội này. Bên em đang chào bán với giá là 168 triệu đồng. Và đây là một mẫu xe Chevrolet Avell sản xuất 2015, mang phiên bản số sàn khối động cơ 1.5, biển kiểm soát 21A, la răng đúc 4 bánh cũng như túi khí đầy đủ luôn. Một mẫu xe gia đình sử dụng, giá tiền chỉ với 215 triệu đồng, có bao hồ sơ, có ship lên toàn quốc cho các bác. Và một mẫu xe i10, vâng, bản sedan 2 đầu, nhập khẩu nguyên con từ Ấn Độ. Đấy, một mẫu xe bản đủ luôn, đầy lỗ start top, bàn phím tích hợp trên vô lăng, màn hình cam nôi đầy đủ, sơn xi thì màu trắng này. Giá tiền 250 triệu đồng, có bao gồm phí sang tên bấm biển luôn cho các bác.
Và đây là một mẫu xe một mẫu xe N5. Vâng, N5 có năm sản xuất 2012 số sàn. Khối động cơ chỉ với 1.4 mà giá tiền chỉ với 119 triệu đồng. Các bác nào mà quan tâm đến mẫu xe tập đi tập lái cho em ơi, cho lắng alo cho em. Mang biển kiểm soát Bắc Giang 98A089 25, đó là một mẫu xe Daihatsu Lacetti. Con này mới chạy được có 8 vạn chuẩn các bác nhá. Giá tiền con này thì chỉ mới 220 triệu đồng bao zin cả xe luôn. Đấy, con này đặc biệt là máy vẫn còn zin các bác nhá. Giá tiền 220 triệu đồng cho một mẫu xe Daihatsu Lacetti nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc. Hyundai Santa Fe sản xuất 2008 mang phiên bản số tự động, động cơ máy xăng, máy 2.7. Giá tiền con này thì 300 triệu đồng. Đây là một mẫu xe Toyota Innova sản xuất 2014, bản E xịn luôn, số sàn, động cơ 2.0, bao zin cả xe, sơn xi thì màu bạc xịn sò, với giá tiền 385 triệu đồng. Toyota Innova bản G, số sàn, động cơ của nó 2.0, mang biển kiểm soát 14, biển Quảng Ninh, một chủ sử dụng từ mới này. Giá tiền chỉ với 235 triệu đồng cho một mẫu xe bản G sản xuất 2007, xe gia đình xịn sò luôn. Đấy, một chủ sử dụng từ mới. Biển kiểm soát Bắc Linh, quê hương Quan Họ, sơn xi thì màu bạc xịn sò, nguyên bản teo xe, đăng ký 8 chỗ ngồi. Đó là một mẫu xe Toyota Innova sản xuất 2013, giá tiền 299 triệu đồng. Một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng cuối đá. Đây là một mẫu xe Ford Everest sản xuất 2007, mang phiên bản số sàn, động cơ máy dầu, một cầu gầm cao, máy thoáng, một mẫu xe châu Mỹ. Giá tiền của chiếc Ford Everest bên em đang chào bán với giá là 225 triệu đồng, bao hồ sơ, bao cả vận chuyển cho các bác. Đây là một mẫu xe Ford Ranger, một ông vua bán tải, một mẫu xe Ford Ranger, động cơ của nó là 2.5 máy dầu, vâng, máy dầu 2 cầu. Giá tiền của chiếc Ford Ranger bên em đang chào bán với giá là 269 triệu đồng, một mẫu xe vừa chở được người mà vừa chở được hàng luôn. Tiếp theo đây là một mẫu xe Hyundai Santa Fe sản xuất 2003, mang phiên bản số tự động, động cơ 2.0 máy dầu, gầm cao máy thoáng này. Giá tiền của chiếc Hyundai Santa Fe là 235 triệu đồng, có bao hồ sơ, có ship lên trên mọi miền tổ quốc cho các bác. Một mẫu xe Isuzu Highlander sản xuất 2004, mang phiên bản số tự động, động cơ máy dầu, máy 2.5. Một mẫu xe biển kiểm soát Hải Phòng, Hoa Phượng Đỏ. Giá tiền của chiếc Isuzu Highlander bên em đang chào bán với giá là 198 triệu đồng, mang biển kiểm soát Hà Nội 30A 18065. Đó là một mẫu xe Toyota Innova sản xuất 2014, bản E số sàn, động cơ con này thì mới là 2.0, xe gia đình xịn sò luôn. Vâng, giá tiền của chiếc Toyota Innova bên em đang chào bán với giá là 379 triệu đồng. 379 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Innova. Dạ vâng, em nghĩ ô tô cũ Hải Phòng, em vừa quay tổng hợp lửa bãi xe hiện đang có tại cửa hàng bên em. Vậy thì bác nào mà quan tâm một trong những mẫu xe hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị, hãy cứ nhấp máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn những video lần sau.